Thưa quý vị, ứng cử viên Ivanishvili vẫn chủ trương duy trì quan hệ chừng mực với Điện Kremlin, tin từ Nga. Nhà tỷ phú Ivanishvili sẽ không thay đổi quan hệ song phương với quốc gia láng giềng Nga, nước trở thành tổng thống Georgia. Tuy chưa có lời tuyên bố chính thức từ cơ quan bầu cử trung ương, ứng cử viên nào thắng cử tại quốc hội, nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ ông Ivanishvili đã bỏ xa tổng thống Saakashvili. Nhiều dấu hiệu nhà tỷ phú Pristina Ivanishvili sẽ chiến thắng trong mùa bầu cử năm 2012. Ông Ivanishvili trong một cuộc phỏng vấn ngắn trả lời tới thông tấn xã địa phương rằng hai quốc gia Georgia và Nga vẫn duy trì quan hệ song phương, nhưng sẽ trong một điều kiện chừng mực nào đó. Ông Ivanishvili không muốn lệ thuộc vào quốc gia Nga quá nhiều và có khuynh hướng nghiêng về phía Tây phương. Xuất hiện trên đài truyền thông, Ivanishvili trả lời tới thông tấn xã đài tại Moscow rằng đã cho phép ông nói tiếng Georgia thay vì nói tiếng Nga với giọng đặc sệt và phát âm khó nghe, làm cho dân chúng Nga không cảm thấy thoải mái. Ứng cử viên Ivanishvili nói rằng sẽ không có gì thay đổi quan hệ ngoại giao với Nga là một cường quốc đóng một vị trí quan trọng trên thế giới. Bản thân ông Ivanishvili hiểu rất rõ tầm quan trọng về mối tương quan giữa Nga và Georgia từ bấy lâu nay. Thật không dễ dàng cho tất cả mọi quyết định liên quan đến các vấn đề ngoại giao. Ivanishvili tin rằng quan hệ song phương giữa hai quốc gia sẽ tốt đẹp hơn dưới thời tổng thống Saakashvili. Nền kinh tế Georgia với số dân chỉ vỏn vẹn 4.5 triệu người đang trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng Ivanishvili bày tỏ sự lạc quan và tin rằng chính sách cởi mở và quan hệ hợp tác với Tây phương sẽ mang lại sự phồn thịnh cho quốc gia.